Vậy này xin mời Hội Thánh trở lại tiếp tục chương trình Tôn Vinh Chúa với bài hát thờ phượng. Xin chúng ta cùng nhau đồng lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 10 đến câu số 11. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá vội, khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lạy ngài. Yeah.